trở lại với thư, bài thơ khắc trong chiếc nón. Em cầm trên tay ra đứng bờ sông, sông hương nước chảy, thuyền trôi lững lờ. Em trao nón đợi và em hẹn hò. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin du lịch và sự kiện của Lương Gia. Tôi là Bích Ngọc. Ban tổ chức Festival Nghề Truyền thống Huế năm 2019 cho biết, trong khuôn khổ của Festival sẽ tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 4 năm 2019. Đây là lần thứ 3 lễ hội được tổ chức. Theo đó, lễ hội quy tụ 10 khinh khí cầu đến từ 5 quốc gia: Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Hà Lan và Việt Nam. Sẽ có 3 loại khinh khí cầu. Thứ nhất, khinh khí cầu bay tự do ở độ cao từ 100 đến 300 m trong bán kính 5 km từ điểm cất cánh. Thứ hai, khinh khí cầu bay treo ở độ cao 50 m để phục vụ du khách. Thứ ba, khinh khí cầu mini bay biểu diễn tại sân kỳ đài Kinh Thành Huế để phục vụ cho du khách tham quan chụp ảnh. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới, tô điểm cho bầu trời Huế một bức tranh đầy màu sắc với những quả khinh khí cầu khổng lồ với nhiều sự bất ngờ đầy thú vị. Lễ hội sẽ được duy trì thường niên. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch của Huế đến với du khách trong và ngoài nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!